chào tất cả các bác. Đây là đại lộ Thăng Long này các bác. Đại lộ nổi tiếng bậc nhất Hà Nội đây. Tôi đang ở cái khu khu gần Nam Từ Liêm các bác ạ. Và ở dưới này bụi lắm các bác ơi. Dưới này là cái khu gọi là bụi nhất Hà Nội đấy. Tình trạng là bụi nhất Hà Nội. Nhưng cũng có nhiều cái dự án bất động sản đã lấp phủng ở dưới khu vực này. Hôm nay là ngày thứ tư tôi ở Hà Nội rồi. Và có lẽ là cũng quay thêm mấy ngày nữa thôi là sẽ là đi quay lại trở lại Sài Gòn. Ở đây là hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bác cái dự án bụi quá. Dự án Splendora, khu đô thị Splendora nhá. Phía bên này là khu biệt thự cao cấp ven hồ Bắc An Khánh các bác này. Còn bên này là khu đô thị Splendora. Là cái khu đô thị này thì các bác này giờ các bác có thể thấy rồi đấy. Ở phía bên này là nó kéo dài từ đầu kia bên bên chỗ đường đại lộ Thăng Long luôn. Kéo dài có đến tận bên này. Thì cái khu này là cái khu mà nó gọi là có thể gọi là dành cho người nước ngoài chủ yếu đi. Vì ở trong này tôi thấy rằng là người Nhật rồi là người nước ngoài, người Hàn thì ở khu này cũng khá là nhiều. Đây là có cái chung cư à. Chung cư ở đây đỉnh lắm các bác này. Cao cấp đấy. Cao cấp này nhìn là cao cấp đấy nhưng mà tiếp. Còn phía bên này là cái khu biệt thự các bác ạ. Hiện tại là ngày mai theo tôi tìm hiểu thì ngày mai có thể là bão sẽ ập vào, cho nên là hôm nay tôi phải cố gắng tôi chạy tôi quay cho các bác càng sớm càng tốt. Chứ lỡ mà nếu như mà bị bão vào một cái như thế nào không có quay được cho các bác xem. Thì ở bên trong này là có một cái toàn là biệt thự ở trong này thôi, biệt thự khủng trong này thôi. Thì không biết là lát tôi có chạy vào được phía bên trong này không. Nếu mà chạy được tôi sẽ quay nha, còn không tôi chỉ quay được phía bên ngoài cho các bác xem thôi. Còn thực chất thì ở bên ngoài thì các bác cũng có thể nhìn được cơ bản rồi đúng không? Đấy. Thì cái phía mà các bác đang nhìn được phía bên phải này là biệt thự này. Là biệt thự này, biệt thự Tết biệt nhá. Còn phía bên trái của các bác ấy đó là cái hệ thống biệt thự liên kê. Thì biệt thự liên kê thì rẻ hơn một chút. So với biệt thự Tết biệt có thể là không có đất, ít đất lắm. Và biệt thự Tết biệt bên này thì các bác có thể có đất rất là rộng, thoải mái. Trồng cây cối, cây sẽ rất là mát mẻ luôn. Đấy. Thì so với những cái dự án khác ở khu vực Đan Phượng hay là Nam Từ Liêm ấy, thì dự án này phải nói rằng là về cơ sở hạ tầng thì chắc là cũng thuộc dạng là tốt nhất đấy. Và nói về cái người ta xây dựng nên các cái căn nhà thì thuộc dạng gọi là coi như là cơ bản hoàn thiện hết rồi, đã hoàn thiện hết rồi các bạn đấy. Khu này thì có lẽ là lái vào thì không dễ đâu, không cho vào đâu các bác ạ. Rất đáng tiếc đúng không? Nhưng mà đây là trong những khu đô thị mà tốt nhất ở khu vực này đấy. Splendora thì ở phía cuối này các bác này. Chúng ta đi qua cái đường này nhá. Ở dưới này là có một cái trường. Trường này là trường cũng là theo kiểu như là trường nước ngoài ấy. Trường dành cho con nhà giàu, và con nhà giàu chủ yếu là con của người nước ngoài thôi. Ủa, cái chung cư ở đây ác liệt đấy. Cái khu này mà tính ra nếu mà đi lên trung tâm thành phố Hà Nội nhá thì sẽ rất là xa. Tầm khoảng 17-18 cây gì đấy. Rất là xa luôn. Thì nếu mà ở đây có sân bóng các bác này, chỗ này chỗ vui chơi sân bóng này. Đấy thì nó hầu như mọi cái tiện ích gần như là đầy đủ cho các bác rồi. Trường học rồi khu thể thao, siêu thị thì hình như là chưa có. Đây là trường St. Paul America. Nếu mà bây giờ chúng ta đi cái đường này nhá, chúng ta đi ra đường này thì chúng ta sẽ kết nối với sân golf Bunken. Đấy, và các cái dự án phía trên này
phía trên này thì có những cái dự án như là dự án khu đô thị Văn Ken này, rồi khu cái khu tôi quên tên rồi các bạn, khu nó cũng rất là hoàn thiện đấy, hoàn thiện cơ bản là làm cũng rất tốt ở phía đây này. Đây cũng là sát, có nghĩa là các bác có thể đi xuyên qua cái đường này để đi lên đây kia. Vì tôi, các bác thông cảm cho tôi một chút là vì tôi mới ở trong miền Nam mới ra đây, cho nên mà cơ hội mà để mà hiểu hết các cái đường xá hay là nhớ hết các cái dự án thì rất là khó, vì tôi chạy quá nhiều cái dự án ấy, đôi lúc có quên, cho nên các bác thông cảm nhé. Nhưng mà đây là một cái con đường tắt để mà các bác đi lên lại thành phố cũng rất là nhanh. Tôi đã đi đường này 3-4 lần rồi đấy. Tôi cứ chạy lui xe máy, tôi chạy lui chạy tới cái khu vực này. Cái khu đô thị này được cái là nó là, thứ nhất nó quy hoạch là đẹp, nhưng mà hiện tại cây xanh cây cối thì đang còn quá ít luôn. Đi nắng không có chỗ mà trú các bạn. Cực kỳ nắng. Hiện tại là tôi đang chạy ở đoạn 1:30 đấy, 1:30 chiều, cho nên là đúng là trời nắng không có ai cả. Tôi phải tranh thủ thôi, chứ lỡ mà trời mà có mưa một cái thì tôi cũng không biết phải quay như thế nào luôn. Mà đâu phải lúc nào tôi cũng ra được Hà Nội đâu. Một năm thì ra được 2-3 lần, mà đâu phải lần nào mình đi quay như thế này. Đấy. Ok, chắc là tôi quay đến đây thôi, vì mình chạy vào bên trong không được đâu. Tới đấy là bảo vệ chặn lại ngay, không có vào được đâu các bạn. Bên trong này cũng là những cái biệt thự Tết Việt thôi. Đây có hệ thống siêu thị này, nhưng mà đồ ăn đắt lắm. Tôi có vào đây một lần rồi nhưng mà nó đắt cực kỳ luôn, đắt tiền. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video này và nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Sorry các bác, là thứ nhất là vì hôm nay trời nắng quá, thứ hai là khu này là tôi cũng chạy vào được phía đông kia, rất đáng tiếc. Vào thì có thể các bác sẽ ngắm được nhiều cái cảnh đẹp hơn, nhưng mà thôi, vậy coi như là để cho chúng ta biết cái vị trí vậy. Với lại ngoài này là cái đường là cực kỳ xe với kẹt với bụi bặm đó, xe to thôi các bác. Các bác nhìn kìa, nản luôn đấy. Ok, rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video này.